Tát bổn nguyện sanh danh hiệu của chư Phật. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: nay con mời chúng sanh trong đời sau mà có bảy những sự để ích làm cho chúng sanh tử, đang nhờ ích lớn của sinh hữu tôn cho phép con nói đó. Nếu bây giờ Đức Phật bổn nguyện Địa Tạng Bồ Tát nên muốn phát tâm từ mà như nó phát tâm từ đó có chúng sanh mới khỏi đau khổ, mà như nó sẽ chân thành nghe bàn. Bây giờ chính là phải lúc này nó nghe đi, sau khi sanh xong người đó thì giờ có bên bàn cũng không còn phải là ngày đi các chúng sanh hiện tại bây giờ nữa. Bây giờ Đức Phật bỏ ngày đi trong một, bây giờ đi ngày đi trong lớp bạch còn Đức Phật. Phụ nữ sẽ cái bài hỏi khó cái Đức Phật đại là vô minh hay như lai, nhưng có người nam người nữ nào người đấy nhận được Đức Phật đây. Tạm thời mà tạm thời sẽ tụng kính người này để sát tạm thời sẽ tới trong 40 kiếp. Hôm nay là bài đáp thành tựu cũng nhiều tháng tháng. Là người sẽ kế bài hỏi khó cái Đức Phật đại là vô hạn như lai, nhưng có người nam người nữ người đấy nhận được Đức Phật đây. Phát tâm quy Phật trong khẽ móng tay người này cho hắn có một hỏi chuyện nào vô hình chính giác thì hỏi số cái đó bậc ca đề là ba năm nào ba năm hắn như lai, thì có người nam mình nữa là người đó nhận cái đó bậc đây hắn lấy tay thì người này một mình là sanh sát làm cho có dục hôm nay là chỉ tập sanh niệm là về hỏi số đại hành hạ sa số lại bất khả thuyết chứ là sao về trước có đức Phật ra đời hiệu là sơ tử hóng như lai, thì có người nam mình nữa là người đó nhận cái đó bậc đây thì người này đang gặp người sẽ đặng gặp vô lượng đức vô lượng cái đức Phật sa đến hồi kế cho lại về hậu thế cái đức Phật ca đề hiệu là cao lưu tôn như lai, nhưng có người nam nữ nào nghe đến danh hiệu cái đức Phật đây chứ tâm người nên chứ tâm người nên đã bái gặp lại chứ tâm chứ người đã bái gặp lại tháng tháng người này nên phát hỏi có một người đức Phật trong hiện kiếp làm việc đại phương đại phật ký đại phật hưởng cho lại về hậu thế cái đức Phật cái đức tỳ bà hy Phật lại về hậu thế cái đức Phật ca đề hiệu là tỳ bà thi như lai, nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu cái đức Phật đây như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu cái đức Phật đây hồi mãi không còn đọc được chúng mắt đạo hồi sao mà có hồi sao mà chúng cho người nó sẽ vô hắn bây diệu là vô lượng số hàng thập kiếp và hậu số có đức Phật ca đời hiệu là đa bổ như lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu cái đức Phật đây hồi sẽ khỏi tội khổ trong liền đặng thoát khỏi ác đạo nên nó khỏi ác đạo thường ở ta cũng chẳng nói sâu vui hắn vi diệu tại vì hậu số cái bậc ca đề hiệu là bổ tướng như lai, như có người nam người nữ nào nghe theo cái bậc đây sao là cũng tính không bao lâu ngắn sẽ đặng qua la hán đã bị đủ số kiếp hậu số cái bậc ca đề hiệu là ca sa chạy như lai, như có người nam người nữ nào nghe theo cái bậc đây hậu số sinh tử trong 100 đại kiếp tại vì hậu số cái bậc ca đề hiệu là tại không sâu vui như lai, như có người nam người nữ nào nghe theo cái bậc đây hồi đặng vô lượng hồi sẽ đặng gặp vô lượng cái đức Phật có nhiều pháp màu cho để đặng đạo bồ đề đại bảo khứ đức tịnh nguyện Phật đức sơn vương Phật đức tịnh nhân vương Phật đức chí hành tụ Phật đức tịnh nhân vương Phật đức chí hành tụ Phật đức vô thượng Phật đức diệu thanh Phật đức mãn nguyệt Phật đức nguyệt diện Phật có bất khả thuyết đức Phật Thế Tôn như thế những chúng sanh trong những sinh đời sau những chúng sanh trong hiện tại không phải vi lai hoặc là chờ đợi người hoặc nam hoặc nữ trên đường nhiệt của mỗi đức Phật thôi hay cũng được vô lượng lợi ích không nên là xin được nhiều danh hiệu những sinh đó chúng ta sinh một khi tử là vô lượng phước lành không nhiều còn phải xa đạo bãi chối đạo nữa như có người nào sắp mạng chung thì không biết trong nhà nghe nói một người vì người bị sắp chết đó mà nên nói tiếng danh hiệu của mỗi đức Phật rồi chết đó trời năm tội lắm bao dáng cái này tôi bác khác hay thì tôi sạch năm tội lắm bao dáng kia giữa lần này thế lẽ cháu bên kia hắn không khỏi đồng quá khổ nhưng bởi vì lúc trong chung hiển quý vì người đó vì người khác mà xin người khác vì đó mà xin niệm của chư Phật nên các đề tội nặng hết đều là tôi sạch cả đều là tôi sạch cả hôm nay là tự hôm nay là chúng sanh đó tự mình xin niệm như hiệu của chư Phật người này đừng vô lượng phước lành chịu diệt vô lượng khổ cái này tại một tấm ân nguyện quyển chung hết địa tạng cho nên trong một tấm nguyện quyển chung hết em nhìn bổn hạnh địa tạng hệ nguyện rộng sâu gãy vàng châu sáng đổi chúng sanh địa ngục khổ không ngần tinh tấn kiền hành khỏi mắc khổ trầm lưng nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô hằng trụ học phương pháp nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ha ha ha